Ta với huynh đã không còn quan hệ gì nữa. Ta cũng không muốn qua lại với huynh. Chuyện của huynh, huynh tự lo liệu. Yến à, giúp ta lần này nữa thôi. Coi như là có qua có lại mà. Ta sẽ nói giúp một tiếng, cha của nàng sẽ thăng quan tiến chức. Chẳng lẽ nàng vẫn muốn cho cha của nàng giữ cái chức quan quèn như vậy hoài hay sao? Quan quèn cũng được, không việc gì đến huynh nữa. Mà có đấu với người nhà trời cũng không có lại đâu. Cái gì? Người nhà trời, người nhà trời. Đó chỉ là lời đồn thôi. Không phải là tin đồn. Hớn là người nhà trời, có hẳn linh dị trời ban. Cái gì? Linh dị trời ban? Nàng nói rõ đi. Cha của ta lúc đó là chủ làng. Thiên Lôi cứ lầm tưởng ổng là ông Từ Dữ Đình, nên đã được Thiên Lôi xuống đưa cho linh dị và nhắn rằng Ngọc Hoàng đã chấm một ngựa trong làng, sau này sẽ đổi giận, tiếng tâm lừng lẫy. Cha ta cứ một hai nói đó là Ba Hảo, rồi báo cho Ba Hảo biết. Còn ta lúc đó đang mê muội huynh, ta nhất định cho người đó là huynh. Ta không tin. Làm sao mà biết linh dị đó là của thằng Hớn chứ? Linh dị xưa nay chỉ dành cho những người có công có đức, đại nghiệp rõ ràng, được dân tin yêu kính trọng. Nếu không phải Hớn thì là ai? Nàng. Bây giờ cái linh dị đó ở đâu? Nhà dọn đi ta cũng chưa từng thấy. Chắc là còn ở trong làng. Chắc còn ở làng. Cũng có thể vẫn còn ở đó, ở nhà những người thân thiết. Ý huynh là... Cảm ơn nàng đã gợi ý cho ta.